Thì em tên Lam, em quê ở Bến Tre, em 24 tuổi. Hiện tại công việc của em là nhân viên thu mua. Thu mua cái gì? Nhiều thứ lắm chị, công ty cần gì em mua cái đó. Ví dụ? Ví dụ hiện tại thì em mua về vật liệu xây dựng hoặc là hàng quà tặng. À, bạn trai? Dạ, em xin chào chị Quyền Linh. Áo lộn. Anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạ chào này bạn sẽ có nhiều kia. Người chào lộn với Quyền Linh đó ha. Tôi ghét rồi nha. Rỉ rồi đó. Dạ em tên là Quang Vinh, em quê Vĩnh Long. À, Vĩnh Long. Vĩnh Long ơi. Dạ em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là giờ là kỹ sư xây dựng. Nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 28 tuổi chị. Được rồi, bây giờ bạn nữ nói về những điểm mạnh và điểm yếu của mình. Cơ thể là ưu điểm của em thì là mọi người đều thấy là em hiền. Thì em khi mà làm một việc gì đó thì em rất là có trách nhiệm và siêng năng. Ngoài ra thì em là người sống tình cảm và biết lo cho gia đình. Điểm yếu của em là chắc em hơi hậu đậu. Hậu đậu là sao? Giống như là cái gián sắt thì ít ai nghĩ là sẽ phỏng, nhưng em sẽ bị phỏng. Và phỏng rất là nặng. Cái gián sắt 502 á chị. Em hỏi bạn Quyền nó có mấy mối tình rồi? Em có mấy mối tình rồi em? Chính thức thì chưa anh ơi. Còn không chính thức thì chắc ba. Hung hết gì chưa? Chưa vậy. Thiệt không? Thiệt. Chưa hung? Được anh. Chưa hung? Bên kia sao có mấy mối tình rồi? Em hả? Em thì chắc 3-4 cái gì đó. Mối tình nào mà dài nhất? 2 năm mấy 3 năm gì đó. Là vậy hai đứa yêu nhau hay là đơn phương? Dạ lúc đó là hai đứa đến với nhau chị. À dạ. Vậy thôi bây giờ mối tình gần đây nhất nè, chia tay cách đây bao lâu rồi để coi ế bao lâu rồi? Gần cả năm mà chị ơi. Tìm hoài không có hợp anh ơi. Giờ tìm người thế nào là hợp? Ngoan, hiền, dễ thương, da trắng. Chết rồi. Cao. Em gì nữa? Lễ phép quan trọng nhất anh. Biết nấu ăn, rồi em không biết nấu ăn. Em về là chỉ ăn cơm hộp suốt anh. À vậy dạ. Cái mẫu người nào bạn có thể diễn tả cụ thể hơn không? Giống mẹ em á. Thần tượng mẹ đúng không? Em biết nấu ăn không? Dạ biết. Rồi nấu được những món gì? Cũng nhiều lắm chị, hàng ngày em phải nấu ăn hàng ngày suốt. Bạn có tật xấu gì không? Nãy giờ chưa nghe kể. Em hả? Ừ. Em làm biếng. Ngủ thì lâu lâu hơi ngáy chút. Trời ơi. Mùi. Mùi gì? Mùi cơ thể. Mùi cơ thể là mùi sao? Thì mùi cơ thể là mùi hôi. Mùi sao anh? Thì mùi sao thì mùi sao để hồi bên kia hửi với tôi hửi chi? Chứ em thường có đồng hồ dây thun. Là hẹn không tới giờ đúng giờ hả? Hẹn em trước nửa tiếng thì chắc ăn nhất. Trời đất ơi, chết rồi. Cái này lẽ không ít nha anh. Dạ không, đó là chị trong đi chơi thôi mà công việc thì lúc nào cũng đúng giờ hết. Ừ, tốt. Hẹn hò với bạn gái là sao? Thì sao? Hẹn hò bạn gái khác, chị lật này là quyết tâm rồi cho nên không dây thun nữa chị ơi. Em nghĩ lý do tại sao mình ế? Là do em ở với gia đình á, em là con một nữa thì gia đình quản của em cũng hơi là gắt một chút. Thì em ở trên đây với chú em thì em đi về thì trước 10 giờ em không được đi qua đêm. Đi chơi xa hầu như là em chỉ đi với bạn thân và người nhà em thôi, em không đi chơi xa được. Về ngoại hình, em muốn cái mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Vừa người. Ừ. À, hổng đen hổng trắng. Em không thích điều gì những cái người bạn trai? Gia trưởng và nói dối. Em rất là không thích người nói dối. Giống như là tin tưởng nhau rồi thì nên là chân thật với nhau và chân thành với nhau thì nó sẽ dễ. Không, em đồng quan điểm với cái bạn đó luôn. Em chào chị. Đồng cái gì mà đồng? Có gia trưởng không? À, hơi hơi chứ không có lắm. Hơi hơi là sao, ví dụ? Thì nói chung là em thích người mà bạn gái cũng như vợ là mình nói phải lắng nghe mình. À, giả sử như là giống như là nói thì nghe đi, đừng có cãi. Nhưng mà rủi bạn nó trật mà không cho người ta cãi. Không, nhưng mà đúng thì em nghe, nhưng mà phải biết lắng nghe. Ai là người phân định cái đúng hay cái sai đó? Nếu mà vấn đề đó mà xét ra cái cùng thì em nghĩ là phụ nữ luôn luôn đúng. Có thể. Ờ vậy được rồi. Đứng lên coi thử coi. 1m68 à. Hơi lùn, cái lùng cao đó. Hung mà phải nhước ra vậy, ngại không? Em kia chưa hung lần nào. Thế đâu? Khoái lắm. Khoái lắm rồi. Em có tật xấu gì khác nữa không? Ngoài cái ngáy với cái hơi hơi hôi nó còn gì nữa không? À, không chị. Sở thích thì sở trường thì nhiều. Sở trường gì? Rồi ngồi xuống đi, sở trường gì? Em hả? Thích chơi thể thao. Ca hát, đại khái văn nghệ, thích tham gia hoạt động xã hội. Đâu ca thử một khúc coi. Em ca dở lắm nhưng mà đi khang tiếng rồi. Sao mới nói sở trường? Nhưng mà tại khang tiếng rồi hát. Ca sĩ nó làm lại đi. Ca sĩ là không có đủ thừa hoàn cảnh. Ừ. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối lòng. Còn anh nói đã chót yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Thôi vậy được rồi chị. Được rồi. Được rồi. Được rồi.
Được không chị? Được, được, được. Nếu như bây giờ là quen nhau, hiểu nhau rồi, chúng ta sẽ đi đến kết hôn khoảng bao lâu nữa? Em thì tầm khoảng năm anh. Em có cơ sở vật chất gì ở Sài Gòn chưa? Dạ chưa, em vẫn chỉ là nhân viên thôi, nhưng mà em thấy là đủ khả năng cho lo cho gia đình và lo cho vợ. À, đủ khả năng lo gia đình, lo cho vợ là được rồi. Dạ. Cố gắng vợ về nữa hỗ trợ nó xong ha. Dạ. Dạ em chào anh. Trời ơi, dễ thương quá vậy. Nó ghét luôn rồi nha. Em, nãy giờ nó có một cái hơi nhạy cảm hôi hôi đó, em nghĩ sao? Cái đó phải dùng lăng hay dùng gì khử. Em lo có được được không? Mua về còn bạn có xài được không? Chuyện của bạn. Mặt điện ảnh ghê á. Ha, dễ thương lắm. Ngon rồi. Bạn hôm nay bạn đi có ai theo ủng hộ mình không? Được, bạn trai cũng được mà đàn gái cũng được luôn. Em có giống tưởng tượng của anh không vậy? Được xíu xíu nào không? Em không biết nói gì luôn. Sao vậy? Nói anh của anh. Trời ơi. Em tặng em. Em cảm ơn anh. Ủa sao tự nhiên anh không biết nói gì là sao vậy? Em quá chung là đẹp hơn cái gì anh nghĩ. Thì thường thời gian rảnh của anh là khi nào? Anh thì rảnh thì làm đêm thì vậy thôi, thỉnh thoảng thì sau 6 giờ là anh cũng rảnh rồi. Tại em ở với gia đình nên em cũng không có đi chơi được nhiều á. À hả? Anh có ngại vấn đề đó không? Anh thấy chuyện nó bình thường mà. Mình anh có ngại dài là bạn gái cũng như là không thể đi chơi xa với anh hay là em thì em ít đi chơi á. Dạ không, không gì đâu em, anh thấy được. Thường đi là em phải xin phép em mới được đi. À hả, không anh thích vậy á. Thì dẫn anh tới anh xin. Dạ được. Đúng không? Dạ. Giờ có dám tới nhà bạn gái xin phép không? Quen phải dám tới chứ chị. Dạ. Rồi, bây giờ một lời hứa chăm sóc cô gái ấy thế nào? Một cái lời tỏ tình để cô ấy tự tin có thể bấm nút. Dạ thì nếu mà anh với em mà đến được với nhau thì anh hứa sẽ lo cho em cuộc sống sẽ ok. Tình cảm cũng ok. Mà nói chung là gì cũng ok anh. Hứa bên kia anh nhìn mắt. Em nhìn hồi em ngay mất. Em cảm nhận chàng trai thế nào? Dạ thì anh cũng hiền lành, thật tình. Thì nói chung là theo quan niệm của em thì em hợp với người miền Tây hơn là những miền khác. Thì em thấy anh cũng chân chất, cũng Vĩnh, hợp. Vĩnh Long với Bến Tre gần đó, bây giờ đi qua cái cầu phà. Không, về cứ đi cầu rồi. Phà anh, là Bến Tre Vĩnh Long và phà Đình Khao á. Ủa em Chợ Lách hả? Dạ đúng rồi. Ôi, sát bên luôn anh. Sát bên đúng rồi. Dạ. Chợ Lách đi qua chút xíu, qua phà Đình Khao là tới phường 7. Đúng rồi, dạ. Hai người nói một câu thì nó thật là ngọt ngào, như tỏ tình với nhau đi được tình. Thì nói chung là thông qua chương trình này thì cũng em cảm ơn chương trình đã giúp đỡ em. Sau khi mà em với bạn cũng tìm hiểu thì nếu được thì em sẽ tiến tới một cái gì đó gọi là xa hơn, để cho bạn yên tâm hơn. Dạ. Mời bạn. Còn với em thì giống như là hai người mà quyết định tiến tới với nhau á, em hay đối phương cũng vậy, là chấp nhận con người thật của nhau, dù có điểm khuyết điểm và dù có ưu điểm. Thì nếu như chấp nhận được con người thật của nhau như vậy thì mới có thể đi xa và đi lâu. Rồi. À, chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Ai bấm nút? Mời hai bạn để tay vào nút bấm. Quyền quyết định thuộc về hai bạn. Nói như vậy nhưng phải suy nghĩ thật kỹ. Đây là một cái điều hết sức là thiêng liêng của chúng ta. Không phải bấm nút xong rồi ngồi uống cà phê để chia tay đâu. Ha các bạn nha. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm nút rồi, bấm rồi. Nào, hãy nắm tay bạn của mình đi. Thật sự là một đôi trai tài gái sắc đấy. Hai người đúng miền Tây đậm đà bản sắc dân tộc đấy. Hôn đi, chưa hôn lần nào. Dạ thôi, dạ thôi. Sao nắm tay bạn gái thấy sao? Dạ đã. Đã. Bạn gái thấy sao? Lạnh. Tay bạn lạnh quá. Đang run. Giọng bạn gái rất là lạ ha, một cái giọng nữ mà nghe rất là ấn tượng, lạ lắm. Cao cao. Khao 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 như phà Đình Khao vậy đó.